cuối cùng mẹ cũng chở bé Trúc đi chơi công viên nước rồi, thích quá đi. Yeah, hôm nay là chủ nhật được đi chơi thoải mái rồi, thích quá các bạn ơi. Ngày mai được nghỉ học nữa, trời ơi, mình chơi xả láng luôn nha, khỏi về. Công viên nước tuyệt vời nhất thế giới là đây. Được bơi lội thoải mái luôn, wow, lộn cái nào. Thế giới này là của chúng mình. Oh yeah, chơi cho đã luôn nha. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ chở bé Trúc đi nhiều nữa nha. Oh yeah, đã quá mọi người ơi. Ở đây có bạn nào chơi với mình không? Vô chơi đá banh nè, nhanh lên.